được trân trọng vinh danh và mời lên sân khấu doanh nhân Phương Anh Phát, tổng giám đốc công ty Jeep Việt Nam Automobile GVA, doanh nghiệp liên phong phân phối chính thức dòng xe Jeep and Ram tại thị trường Việt Nam. Xin được chúc mừng và kính mời. Kính thưa quý vị, doanh nhân Phương Anh Phát, tổng giám đốc Jeep Việt Nam Automobiles, bằng sự bản lĩnh và tài lãnh đạo nhìn xa trông rộng của mình đã đưa công ty trách nhiệm hữu hạn JVA Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đơn vị nhập khẩu, phân phối và bảo hành chính thức thương hiệu ô tô Jeep and Ram tại Việt Nam với các dòng xe huyền thoại được cả thế giới ưa chuộng. Xin được chúc mừng doanh nhân Phương Anh Phát, tổng giám đốc công ty Jeep Việt Nam Automobiles. Xin mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho doanh nhân Phương Anh Phát. Xin được cảm ơn anh Phương Anh Phát rất nhiều.